Theo điều tra, sáng ngày 7 tháng 9, anh T, sinh năm 1982, trú tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, tài xế taxi đi chở khách. Sau đó, gia đình không liên lạc được với anh T. Do ảnh hưởng cơn bão số 3, đến sáng ngày 8 tháng 9, gia đình anh T mới tìm kiếm và phát hiện xe ô tô của anh T tại địa bàn xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ. Ngay khi tiếp nhận thông tin từ gia đình anh T, công an huyện Phúc Thọ cùng gia đình anh T đã tìm kiếm khu vực xung quanh và phát hiện thi thể anh T tại mép bờ sông đáy. Qua khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, nghi vấn anh T bị sát hại. Đến khoảng 5 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9, công an huyện Phúc Thọ đã phối hợp cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ nghi phạm sát hại anh T là Nguyễn Duy Phương. Làm việc với lực lượng công an, Phương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua đó, xác định, sáng ngày 7 tháng 9, Phương đi bộ đến ngã ba thị trấn Quốc Oai thì gặp xe taxi của anh T. Phương thuê anh T chở đến xã Phú Cường, huyện Ba Vì để gặp người thân. Khi gần đến cầu Văn Lang, huyện Ba Vì, Phương ngồi sau lấy sợi dây dù vòng qua cổ anh T siết mạnh. Thấy anh T tử vong, Phương kéo thi thể nạn nhân đặt nằm trên ghế sau, rồi điều khiển xe ô tô của anh T đi lòng vòng, tìm địa điểm vắng để giấu, phi tang xác nạn nhân. Khoảng 14 giờ cùng ngày, đối tượng đến khu vực dự án sinh thái Cẩm Đình Hiệp Thuận, thuộc địa phận xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ. Thấy khu vực này vắng vẻ, Phương rẽ vào khu đường đất thì xe bị sa lầy trong bùn, ắc quy xe hết điện. Phương xuống xe nhờ người dân địa phương tìm hộ xe cứu hộ. Trong lúc chờ xe, đối tượng lục lọi trên thi thể nạn nhân và lấy được khoảng 3 triệu đồng. Sau đó, Phương kéo thi thể nạn nhân xuống mép nước bờ sông đáy và lấy cành lá khô trên bờ để che đậy nhằm tránh bị phát hiện. Khoảng 30 phút sau, Phương nhờ được người kéo xe ô tô ra khỏi bãi lầy và giúp Phương nổ máy xe. Đối tượng lái xe đi lòng vòng để tìm chỗ giấu xe ô tô nhưng khi đến đường liên xã Phụng Thượng Long Xuyên, xe ô tô bị sạc bánh xuống mép ruộng. Do đang mưa bão lớn, không tìm được xe cứu hộ, đối tượng khóa xe lại rồi đi tìm nhà nghỉ gần đó để ngủ. Sáng ngày 8 tháng 9, Phương thuê người kéo xe ô tô lên rồi lái xe đến thôn 14 xã Sen Phương và đổ cạnh trụ sở cũ của Ủy ban Nhân dân xã Phương Độ. Sau đó, Phương bỏ lại xe ô tô và đi về nhà. Ăn cơm xong, Phương mua 5 lít xăng và quay lại nơi để xe ô tô, xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ để đốt xe ô tô phi tang. Khi gần đến nơi, Phương thấy nhiều người dân và lực lượng công an đứng xung quanh chiếc xe ô tô nên bỏ đi. Sau đó, Phương bắt xe khách đi Cao Bằng. Khi đến Cao Bằng, Phương lại bắt xe đi ngược về Hà Nội rồi quay trở lại huyện Thạch Thất. Rạng sáng ngày 9 tháng 9, Phương bị lực lượng công an bắt giữ. Sáng ngày 11 tháng 9, tại nhà văn hóa thôn Yệt, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử lưu động hai đối tượng Vương Văn Đức, sinh năm 1983 và Lã Thị Tuyết, sinh năm 1975, cùng trú xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Kết thúc phiên xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum tuyên án tử hình đối với cả hai bị cáo. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kon Tum, khoảng 20 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2023, Tổ công tác Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường tuần tra biên giới đoạn biên giới Việt Nam-Lào, thuộc địa phận thôn Yệt, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện Vương Văn Đức và Lã Thị Tuyết đang mang theo mỗi người một chiếc ba lô trên người, đi theo hướng từ biên giới Lào vào Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, Vương Văn Đức và Lã Thị Tuyết khai nhận số tang vật trên là ma túy, được một người đàn ông tên Thành thuê sang Lào vận chuyển về Việt Nam qua khu vực biên giới tỉnh Kon Tum, giá tiền công là 170 triệu đồng một người. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong vật chứng theo quy định của pháp luật. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Kon Tum xác định ba lô của Vương Văn Đức chứa ma túy loại heroin, tổng khối lượng gần 6,3 kg. Ba lô của Lã Thị Tuyết chứa ma túy loại heroin, tổng khối lượng gần 5,6 kg. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum xác định hành vi của hai bị cáo Vương Văn Đức và Lã Thị Tuyết có tính chất đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.
áp dụng điểm B, khoảng 4, điều 250, điểm S, khoảng 1, khoảng 2, điều 51, điều 40 Bộ Luật Hình Sự, căn cứ khoảng 2, điều 329 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum tuyên án tử hình đối với cả hai bị cáo Vương Văn Đức và Lã Thị Tuyết. Hai bị cáo tiếp tục bị tạm giam để đảm bảo công tác thực hiện thi hành án. Trưa ngày 11 tháng 9, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, chiều tối ngày 10 tháng 9, do mâu thuẫn tình cảm nên Dương Thái Huy, 21 tuổi, ngụ tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, Trần Văn Tê, 15 tuổi, ngụ xã Đam Bê Ri, thành phố Bảo Lộc, N, 15 tuổi, ngụ xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm và một thanh niên khác chưa rõ lai lịch sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook của N. Hẹn gặp Nguyễn Minh H, 13 tuổi, tại một phòng trọ trên đường Nguyễn Công Trứ, phường 2, thành phố Bảo Lộc để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Nguyễn Minh H rủ thêm hai thanh thiếu niên khác là B, 16 tuổi, ngụ phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc và Trương Quang H, 14 tuổi, ngụ xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm đi đến đường Nguyễn Công Trứ để gặp nhóm đối phương. Đến khoảng 18 giờ 50 phút cùng ngày, nhóm của Nguyễn Minh H có mặt gần địa điểm hẹn đã đuổi theo đánh Huy và T, đang đi bộ phía trước bằng mũ bảo hiểm. Thấy bị đuổi đánh, Huy đã sử dụng con dao Thái Lan mang theo đâm vào vùng bụng của Trương Quang H gây thương tích nặng. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng Trương Quang H đã tử vong ngay sau đó. Hiện cơ quan chức năng đã triệu tập những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc. Ngày 10 tháng 9, Công an huyện Cư Cu In, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý một đối tượng có hành vi tàng trữ 3 khẩu súng quân dụng. Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9, ông Đặng Thanh Quý, 66 tuổi, trú tại xã Y Tiêu, huyện Cư Cu In và con dâu xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Quý đã lấy một khẩu súng AK, bên trong có 20 viên đạn dọa bắn con dâu. Người con dâu sợ hãi liền bỏ chạy và đến công an trình báo. Sau đó, công an huyện Cư Cu In đến nhà ông Quý làm việc. Tại đây, ông Quý đã tự nguyện giao nộp khẩu súng AK cùng 20 viên đạn. Khám xét nơi ở của ông Quý, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 khẩu súng K-54 bên trong có 14 viên đạn. Tại cơ quan công an, Quý khai nhận, khoảng năm 2003 đến năm 2004, ông làm bảo vệ kiêm thủ kho cho một công ty cà phê trên địa bàn huyện Cư Cu In. Thời điểm này, ông được công ty giao trách nhiệm quản lý 3 khẩu súng trên, cùng 34 viên đạn để thực hiện nhiệm vụ canh gác, bảo vệ kho, xưởng. Năm 2018, ông Quý nghỉ hưu nhưng không giao nộp lại 3 khẩu súng cho công ty mà mang về nhà cất giấu cho đến nay. Ngày 10 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tống đạt lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai người phụ nữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Hai đối tượng gồm Bùi Thị Điệp, sinh năm 1966 và Nguyễn Thị Hồng Tươi, sinh năm 1967, cùng ngụ xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn. Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 9 tháng 9, Điệp và Tươi cùng hai người phụ nữ khác đi trên ghe gỗ có lắp động cơ từ bờ xã Lục Sĩ Thành ra xà lan đang khai thác tại mỏ VT2. Tại đây, nhóm người này đã ngăn cản doanh nghiệp thực hiện hoạt động khai thác cát để phục vụ cao tốc Cần Thơ-Cà Mau. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Trà Ôn thành lập 2 tổ công tác gồm 12 cán bộ chiến sĩ đến vận động đưa vào bờ. Tuy nhiên, nhóm người này không chấp hành và có hành động quá khích. Trong đó, bà Điệp dùng cây gỗ đánh vào lực lượng làm nhiệm vụ khiến một người trong tổ công tác bị thương. Tiếp đó, bà Tư dùng bình thủy chứa nước sôi có sẵn dưới ghe gỗ, tạt vào lực lượng làm nhiệm vụ khiến hai người bị bỏng. Sáng ngày 11 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Yhleu, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lật xe khách trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Yhleu, tỉnh Đắk Lắk. Bác sĩ Nguyễn Khắc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yhleu cho biết, sáng cùng ngày đã tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ tai nạn và tất cả đã tử vong ngoại viện. Các nạn nhân bị thương được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông Võ Thanh Hưng, sinh năm 1987, ngụ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mờ Ga,
tỉnh Đắk Lắk, điều khiển xe ô tô khách chở theo khoảng 18 hành khách, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai. Khi xe chạy đến đoạn đường trên, do trời mưa, mặt đường trơn trượt nên xe mất lái rồi lao vào lề đường, lật nghiêng. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 4 hành khách tử vong và nhiều hành khách khác trên xe bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các nạn nhân tử vong gồm Quy, sinh năm 1993, tỉnh Kon Tum; B, sinh năm 1994, ngụ huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai; L, ngụ huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai; và cháu T, sinh năm 2021, ngụ xã Y Khương, huyện Chư Pa. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.